Đây đây sập. Con này lon mà bác. Răng răng. À mới thay đôi răng à? Ừ. Cái răng cửa nó to hơi chéo chéo các bạn. Lon. 3 tiền. 3 tiền. 32 triệu. 32. Lon. Con này 4 tuổi chưa bác? 3 tuổi thôi. Chắc là 4 rồi, 3 chắc phải 4 rồi. Con này là người ta đang dự tính là gần 4 tuổi các bạn. Không, tầm này là phải hơn 3 tuổi rồi. Mấy 40 triệu. Và người ta đang trả 3 mấy triệu thôi. Chúng ta sẽ xem một tí các bạn. Con này thì được cái form hình nó cao các bạn. Cái dáng nó cao này. Cao chắc là phải 1m4 đấy các bạn. Vì khá là cao. Con này bắt đầu lên cổ thôi. Bởi vì tuổi này nó mới bắt đầu lên thôi. Và tùy thuộc là chúng ta cho ăn bã bia. Bã bia thì nó hay lên cổ nhá các bạn nhá. Hoặc là kéo gỗ nhiều thì nó sẽ lên cổ nhanh. Con này thì người ta đang đưa ra với giá là 40. Và người mua đang trả với giá là 3 mấy thôi. Chắc là người mua đang trả với giá là khoảng 37, 38 rồi đấy. Đấy, chợ phiên các bạn. Bây giờ thì sắp sửa tan rồi. Và nói chung đưa ra một cái ý kiến chung như thế này các bạn. Thứ nhất là chợ thì tuần nào cũng rất là nhiều trâu, bò, có cả ngựa nữa. Và người ta bán cũng được nhiều. Nhưng mà cái giá lại không được cao. Đấy, ví dụ như là một con trâu to như thế này, so với thời kỳ mà trâu mà bán chạy ấy, thì là con này nó phải rơi vào tầm 5 năm đấy, 5 năm đến 60 triệu. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có 40 thôi. Và thậm chí là không được 40 các bạn. Người ta chỉ trả có 3 mấy thôi. Kiểu gì cái thời kỳ đỉnh điểm. Thôi nếu mà thời kỳ đỉnh điểm thì cứ nhân với giá trâu là 120. Đấy các bạn nhân lên. Còn là bây giờ thì chỉ rơi vào 5 năm 60 thôi. Và có khi là được con trâu chất lượng thì nó hơn một tí. Con này thì nếu mà người ta xét về con này thì con này chưa chất lượng lắm. Tại sao lại? Thứ nhất là màu da đỏ này, thứ hai là cái độ thịt của nó là chưa được béo đầy đặn này, và cái tuổi của nó ấy thì cái sức đạm, cái sức mà cái chất của trong người nó thì nó chưa ra hẳn, nên nếu mà về làm thương phẩm thì con này vẫn chưa đạt tiêu chuẩn các bạn. Đấy, những con trâu mà 7-8 tuổi trở lên, những con trâu 7 từ 5 tuổi này đến 7 tuổi. Mình nghĩ là cái giai đoạn đấy là trâu về cái hàm lượng là khá là ok. Nhưng mà con này mới đang tuổi lớn là khoảng 4 tuổi. Đấy, xin chào cả nhà nhá. Chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người. Chúng ta vẫn đang đứng ở trên chợ phiên chợ Bắc Hà. Ý, đây là một đàn bò. Cái này bò bản hay sao mà bé nhỉ? Nhưng mà chất lượng các bạn. Ý, ô bốn con này nó đều nhau nhỉ? Rất là đều nhá các bạn nhá. Ý, ý. Ô một cái, hai cái, ba cái, chắc không phải bốn cái nốt chứ. bốn cái lốt. Sao lại có sự trùng hợp như thế nhỉ? Một con đực, ba cái một đực. Và những cái tầm như thế này thì không biết là bao nhiêu triệu. Đấy, các bạn đoán là tầm này bao nhiêu tiền một con? Nói chung là có con này thì to hơn này. Đấy. Bốn con này là người ta đang đưa ra với giá là 34 triệu. 10 đâu, 4 7 28, 8 4 32, có nghĩa là trên 8 triệu một con cả nhà. Đây là bò rẻ, theo như mình nghĩ là vậy các bạn. Cái dòng bò nhỏ nhưng mà đánh đổi lại cái chất lượng của nó béo một tí nữa là khá là ok. Và những người mổ cá nhân, ví dụ như là những người mà gia đình hộ cá nhân nhá, là người ta thích những cái dòng như thế này. Những cái con mà tạ 2, tạ 3 là người ta rất là thích mổ những cái dòng bò rẻ này. Thứ nhất là về nó vừa phải này. Và bán trong ngày ví dụ hết được là tốt này. Chứ không mổ những con to quá.
thì này bán không hết này, phải để tủ đông lạnh thì nó sẽ cái chất lượng thương phẩm nó sẽ không được cao. Vì thế mà mình thấy là các bác mà cá nhân gia đình ấy, người ta bán lẻ ấy, người ta mổ cá nhân ấy, thì là người ta thích, rất thích là những cái dòng bò ré như thế này và những cái con nó như thế này và to hơn một tí là người ta rất là thích. Đây là dòng bò ta thuộc bò ré và rất là chất lượng, người ta hay gọi là bò bản ấy các bạn. Đấy, xin chào ông bà cô dì chú bác và tất cả mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã vào like và xem like, và bên cạnh đó thì các bác rất là nhiệt tình like đăng ký kênh ủng hộ. Trên chợ phiên thì trâu bò rất là nhiều và chúng ta sẽ lần lượt đi chia sẻ. Rất là mong mọi người chung tay ủng hộ, đây là chung tay góp sức và ủng hộ cá nhân cho Tây Bắc. Các bác nào chưa đăng ký thì cho mình xin đăng ký thế thôi. Và cái này là chung tay góp sức để chả mất cái gì cả, gọi là miễn phí. Thôi chúng ta sẽ di chuyển tiếp ạ. Ở khu vực này khá là đông này. Ôi, ở bên kia có một con trâu to. Mình sang bên đấy các bạn. Đây này. Ở đây là người ta đang bán gì đây? Đấy. Nhặt được nhiều quá nhỉ. 4 con bò ấy 15 củ một con, hỏi thử xem á. 15 củ một con chắc không phải chứ. Được chục con rồi đấy. Không không, đang xem tin nhắn đây cơ. 4 con bò ấy báo 15 củ một con, hỏi thử xem á. Ôi trời ơi. Con đấy là người ta đang tính là trên 8 triệu một con, thì cậu lại trả 15 thì có mà trả gấp đôi như người ta thì toang. Thế thì bán nhà đi cậu. Nó chọn nhau kìa. Tránh. Đây này, con trâu sừng đẹp trên này các bạn này. Đấy, bản sừng rộng này. Con này được tính sừng của ấu chứ anh ơi? Chắc chưa nhỉ? Vì sừng của ấu là nó to đột ngột và nó giảm đột ngột cơ. Nhưng mà con này béo nhỉ? Đây. Đấy. Phải mà. Đây này, bạn nhìn thấy đẹp không? Một con trâu khá là đầy đặn. Mình xem chiều ngang của nó một tí xem nó đẹp như thế nào ấy. Đấy, cái loại này là cái dòng khung nhỏ nên nó béo, và nó béo một tí nữa là mình chấm luôn các bạn. Cổ thì chắc là đang lên. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng thì châu cày thịt ta. Để mình bấu nó thử, gọi là sờ em nó thử xem các bạn. Ôi giật đấy. Ôi con này bì mỏng lắm các bạn. Này, bì nó rất là mỏng. Mình thấy là các thương lái người ta đi mua, người ta hay sờ bì các bạn để xem là con nào dày, con nào mỏng. Ví dụ nó mỏng thì thịt nó sẽ đỡ mất hao các bạn. Ví dụ bì dày thì con trâu trọi không bán ơi. Có trâu trọi không bạn ơi à? Con này trâu trọi được các bạn ạ. Người ta bảo trọi vào lồi. trọi vào lồi. Nói chung là trâu trọi ở trên chợ phiên thì hiếm lắm các bạn. Gọi là nó tương đối là đẹp thôi. 41. 41 triệu. Cả nhà ơi, 41 37. 41 37 lệch nhau cơ số các bạn. Con này thì người ta đang xem các bạn. Và người ta đang nếu mà người bán ấy thì là chủ đang đưa ra với giá là 41 triệu, còn người mua đang trả với giá 37. Đấy, lệch một cơ số. Nói chung là người mua thì các bạn biết rồi, bao giờ cũng muốn trả con trâu thật là rẻ từ mặt đất lên. Đấy. À đâu, không phải từ mặt đất lên mà trả rẻ từ mặt trăng xuống mặt đất các bạn. Còn người bán thì bao giờ cũng muốn cái giá cao. Đấy, hai cái ý kiến này luôn luôn trái chiều, và làm sao lúc nào đến độ thăng bằng nào đó hai bên hợp lý thì cho đơn các bạn. Nói chung là con này là ăn hơi no, bụng to nhưng mà cũng béo. Tính ra nếu mà kể cả nó không no thì nó cũng béo rồi, nhìn nó đầy đặn. Đấy, mình chấm không biết là anh này anh có bán không, có thương lái tàu sang mua không bạn ơi? Chả biết là có ông nào Trung Quốc sang không nhỉ, hình như là không thấy.
có người nói tiếng Trung Quốc. Nhưng mà nói cái gì nhỉ, quên mất rồi. Có người dân tộc nói tiếng Trung Quốc, còn người Tàu sang đây thì không thấy. Nói chung là bây giờ thì nếu mà đi thì là người ta đi chui được các bạn, chứ không phải đi đường chính thống. Nên giá trâu nó vẫn chưa được lên, chưa có gì thay đổi nhiều. Mặc dù là trên chợ rất là nhiều trâu, nhưng giá nó thấp, bán được nhưng mà giá nó thấp quá. Đấy, em trâu béo 41 triệu, người ta đang trả với giá là 37. Nói chung là tình hình nó vậy thì mình chia sẻ cho mọi người như vậy thôi. Có như nào mình chia sẻ vậy nhá, không thêm không bớt. Thôi, chúng ta lại di chuyển nhé. Nói chung là trên chợ là không có dòng trâu trọi nhé cậu nhé. Hôm nay thì không có, mọi hôm thì cũng không có. Và thường thường là 100 hôm thì mới có vài hôm có. Mà những con đấy thì gọi là cũng tương đối là đẹp, nhưng mà không biết là có làm trọi được không. Bởi vì là thường thường là những cái dòng trâu trọi mà đẹp, mà xuất sắc, mà nổi tiếng ấy, thì người ta đã săn lùng tận bản rồi. Còn là ra chợ thì đôi khi là những cái con trâu thất bại, bại trận các bạn. Bây giờ biết đi đâu, về đâu nhỉ? Mình đang cố gắng hết sức để đi tìm một cái chỗ nào giao dịch để mình quay. À, có bác nào vừa nói cặp 4 con mò này nhỉ? Có bác nào vừa? 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 12 à? Hay là vừa có bác trả 10, 12 triệu, 15 triệu là 4 con này á? À? Ê, người ta không bán đâu. Cái tầm này thì nó cũng rơi vào 8 triệu một con, hoặc là 7 triệu rưỡi các bạn. 7, 7, 4, 28, 29, 30, chắc là phải tầm 30 triệu các bạn. Đây là bò ré chất lượng, tuy nó bé nhưng mà rất là ăn, làm thương phẩm rất là tốt. Hình như không nhầm, bạn ấy vừa comment là 4 con bò này 15 triệu có bán, có nghĩa là bạn ấy trả là mấy triệu con nhỉ? 3, 4, 12, cứ gọi là ba hơn 4 triệu một con này. Đâu 4, 4, 16, chắc là 3 triệu mấy một con. Nói chung là người ta không bán đâu, giá đấy thì thấp quá. Ui, con này đẹp kinh khủng, đẹp mê hồn các bạn. Có một con nghé gọi là sừng to hơn đầu nơi rồi các bạn. Ui. Một con nghé con này đây, nói chung là mình nói nhỏ thôi nhé các bạn nhé, để người chủ đỡ nghe thấy. Một em nghé di còi và bụng nó hơi sệ. Đấy, người ta đang báo là 11 năm sao ạ. Ông bông xuống được hết bao nhiêu? Trả hết ra đi. Này. 10. 10 được gì để cho nhau? À, 10 thôi à? Con này thì là người ta đang trả với giá là 10 triệu được ạ. Đây, một con nghé đẹp mê hồn từ dưới lên. Người ta đang báo là 11 năm và người mua đang trả với giá là 10. Đấy, trâu bò giờ rất là rẻ. Người ta đang trả 10 triệu được các bạn. Cái này 11 thì không phải đâu. 10 triệu. Con này quá. 10 triệu cho lên xe đi. 10 triệu đây. 10 triệu đây. Chúng ta sẽ đứng đây một tí xem chủ bán không nha các bạn nhé. Đợi tí các bạn, bởi vì là buôn bán là chuyện của người ta, mình chỉ là thành phần hóng hớt, mình đứng ở ngoài để xem mọi người giao dịch. Đấy, chốt đơn được thì mình thông báo cho các bạn, mà không chốt đơn được thì mình quay diễn biến cho các bạn.
Người ta đang bảo là lỗ nhiều quá. Đấy, xin chào cả nhà nhá. Chào ông bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người đang xem live. Rất là vui, vinh dự và khi có mặt, có hiện diện của các bạn đang xem live. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đăng ký kênh, ủng hộ và theo dõi thường xuyên bấy lâu nay. Đấy, chúng ta vẫn đang đứng ở trên chợ phiên để xem diễn biến cũng như là bà con giao dịch, cách sinh hoạt về khu vực chợ Châu. Hình như là cuối cùng con này không chốt được rồi các bạn. Đấy, con này là người ta báo 11 năm và người ta trả với giá là 10 triệu nhưng mà hình như là chủ không bán. Nên là chúng ta thành Bớt được thêm bao nhiêu? Bớt được thêm bao nhiêu? Này mày bao nhiêu mày bán? Chuẩn tiền bao nhiêu bán? Hả? Bớt được thêm bao nhiêu? Ừ. Bao nhiêu là còn đúng là bao nhiêu? Bao nhiêu? Dạ đúng. Dạ đúng 10 triệu đấy, được bao nhiêu thì? Bao nhiêu? Hả? Không được, 10 triệu không bán. Thế số là bao nhiêu? Bỏ được bao nhiêu? Không được. Thêm 200 bán không? Hả? 10 triệu 200? Không. Con này thì chủ đang mong muốn giá chốt là 11 triệu và người mua thì trả lên tới là 10 triệu 200, nhưng mà chủ vẫn nhất quyết là chưa bán các bạn. Nói chung là chuyện muốn bán thì bà con buôn bán thôi, mình đi theo dõi đi nha các bạn nhé. Mình bí mật đi theo dõi và xem bà con giao dịch. Đấy, ở đây thì ngay đoạn cầu đây thì có trâu bò. Ở bên này hầu như là vãn hết rồi các bạn. Anh mua được mấy chục con này anh? 17 con này. 17 con này. Đủ chỉ tiêu chưa ạ? À? Một con nữa. Con cái gì vào đây này. Con này á? Già này. Con này á? Thôi mạnh nhất vào đây mạnh nhất. Già quá. Thôi vào đây. Già linh hầm lâu ăn ngọt. Nấu cao. Các anh đang chê già về nấu cao. Ở trên mình thì có thằng cố ngựa này, thằng cố dê, thằng cố bò. À, thậm chí là có cả thằng cố trâu. Đấy. Ẩm thực vô cùng phong phú và hấp dẫn. Chỉ mời các bạn lên chợ phiên để thưởng thức thôi. Ôi. Ô, con này của bạn chưa bán hết à? Chưa. Vẫn còn 2 con này. Chắc là chục con bán 8 con còn 2 con đi. Sao nhiều thế? 4 con thôi, bán 2 con còn 2 con. Thế còn là lãi 50% à? Bạn ấy còn 2 con nữa các bạn, 2 con cái. Bị tìm ra cái đấy chứ anh nhỉ. Ờ, con nghe đẹp này. Ờ, sao bảo con nghe đẹp này, người ta mua mất rồi mà nhỉ? À, con nghe này khác các bạn. Con này con khác. Cái con vừa lấy là con trốn khoái sau cơ. Con này có khoái sau này chứng tỏ không phải con này. Con vừa lấy là người ta mua với giá là 13 triệu. Con này thì nhỏ hơn. Con này chắc là tầm nếu mà người ta bán với giá giống là tầm chắc là tầm 9 triệu các bạn. À, ông lợi ông đóng nhỉ? Đi đâu? Là thế ông điện nhỉ? Chợ Châu Bò luôn nhộn nhịp, hấp dẫn, thú vị và ấn tượng. Ở chúng ta sẽ di chuyển sang vị trí khác nhé các bạn nhé. Ở đây là mọi người cũng đang xem này. À, bây giờ thì đa số là toàn những cái dòng trâu mà gầy gầy, trâu di được không? Đây khu vực này rất là nhiều trâu di, trâu mẹ di. À, những cái con nó rơi vào tầm 17, 18 triệu và có những cái con 20 triệu. Đây ví dụ con này béo này, con này. Đấy, con này béo nhưng mà người ta báo 20 nhưng mà người mua chỉ trả mười mấy thôi. Đấy, chứ không trả đến 20. Bởi vì là báo bao giờ nó cũng khác so với số báo, số giao dịch các bạn. Lệch nhau khoảng vài triệu. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu thôi. Bởi vì nếu mà rơi vào trường hợp của chúng ta thì chúng ta cũng báo đấy thôi các bạn. Đấy. Ờ, ngày hôm nay này có đây con nghé đẹp này.
Đấy, con nghé này cũng khá là đẹp. Mình tròn. Con này con đực. Con này không phải con vừa lấy. Ngày hôm nay thì nói chung là không phải đẹp 100%, gọi là tương đối đấy. Nhưng mà về cơ bản là cũng so với một số con khác là cũng đẹp rồi. So với một số con nghé phổ thông là nó cũng khá là ok. Thôi, chúng ta vừa đi xem xét về một số dòng mấy con trâu. Bây giờ là chúng ta lại di chuyển sang mấy em bò nhé. Về cơ bản thì mình có thể là chia sẻ cho bạn tí. Bò về cơ bản là bây giờ là người ta đang nhân với giá hơi là khoảng 70. Đấy là khoảng đấy thôi, nó tùy thuộc vào con bò chất lượng hay bò gầy quá này người ta cũng trả rẻ lắm các bạn. Chứ không phải là con nào cũng như con nào. Đấy, đây là những cái dòng bò ré này các bạn ạ. Đấy, những con bò nhỏ trên này rất là nhiều. Hình như là bác này đã mua được một con gì đó, con bò hay là đang thấy trả tiền. Người ta giao dịch rồi các bạn. Mình đến muộn quá cũng chưa biết là người ta giao dịch con nào. Đây, bò này. Đấy, những cái dòng này thì 8 triệu này các bạn này. Đấy, đây là những cái bò nhỏ. Đấy, tầm này nó rơi vào tầm 8 triệu. Chờ hôm nay tan sớm nhỉ cả nhà nhỉ. Chờ hôm nay tan rất là sớm. Mặc dù là bây giờ còn rất là sớm, nhưng mà đa số như là hầu như là vãn rồi. Người ta về trong đêm cho nó mát. Mùa hè mà nóng. Nóng thì trâu bò nó sẽ, thứ nhất là đột quỵ, bị cảm. Đấy, đi dọc đường ấy. Người ta ví dụ là đi dọc đường, một số xe người ta sẽ tưới nước và dẫn đến là bò nó bị cảm đột ngột, có khi là đột quỵ, nên là rất là nguy hiểm. Vì thế là người ta chọn lựa chọn cái phương pháp, giải pháp đó là về mua ban ngày, về ban đêm. Có chỗ nào giao dịch nữa không nhỉ? Mắt nghiêng ngang nghiêng dọc mà chưa thấy. À, hình như ở đây có một cô người Mông này đang cầm cái ô màu xanh xanh, mặc váy, trong mặc quần, áo thì hoa. Đấy, cầm một con trâu gọi là phổ thông, bình dân. Đấy, xem con trâu này to như thế nào và hỏi xem là cô ấy bán bao nhiêu tiền nhé các bạn nhé. Cái dòng này không biết là mười mấy được nhỉ? Chắc là tầm... chả nghe là đi đoán mò. Thôi tốt nhất là đi hỏi cho nó dễ các bạn. Nhiều khi mình rất là lười hỏi các bạn. Bởi vì là thôi mình hỏi liều quá. Cha. Ôi, con này bao nhiêu? Mười mấy ạ? 12 triệu á? 16 á? Con này đầu nó lồi quá. Nói chung là con này thì phổ thông thôi các bạn. Một con trâu phổ thông cũng chưa béo nhiều. Mình nghe thấy cô Phong Khanh bảo 16. Thôi nói chung là chỉ biết vậy thôi, cũng chưa giao dịch được nên mình cũng chưa dám chắc 100% là con này chốt được với giá bao nhiêu. Nhưng mà báo vậy thì kiểu gì là người ta cũng trả. Ừ, con cái béo nhỉ. Ở đây có một con cái, con mẹ béo. Con này á? Ồ. Giờ bán bao nhiêu? Không biết được. Sáng nay mà nó trả 31 triệu không bán mà. Giờ bán này kiểu gì chẳng rẻ hơn lúc sáng. Nghi lắm. Trả 31 triệu không bán. Đấy là một con trâu cái. Mình không chứng kiến con đấy nhỉ. Con này béo. Thường thường là buổi sáng người ta trả giá cao lắm. Đúng rồi, sáng giá cao lắm. Lúc đấy không bán là bây giờ là cầm lại là bây nguy cơ. Bây giờ nghĩ về lúc đấy tiếc. Tiếc nhỉ? Nhiều trường hợp vậy. Thế họ trả nó sáng cao cao cậu không bán? Cũng tiếc càng thâm thì càng thâm thôi. Kiểu muốn được hơn một tí đúng không?
Ai đi buôn vậy các bạn? Mình đi buôn mình cũng thế thôi. Sao người ta trả 31 triệu không bán gì, người ta trả có 29 triệu. À. Thôi, một ăn cả, hai là huề. Ôi, chợ hết rồi các bạn ơi, chợ vắng quá. Người ta về hết rồi. Đây là người ta đang xem này. Đây, chúng ta sẽ đứng đây xem người ta xem con này. Một con trâu tầm trung, trâu đực vậy. Đấy, con này cũng béo này. Đấy. Nghe họ. Con này tai nhỏ, đang tuổi lớn các bạn. Mình không biết là thay răng chưa. Chắc chắn là chưa thay răng hết rồi. Tầm này thì nó rơi vào tầm 3 tuổi rưỡi 4 tuổi nhỉ. Nhiều khi cái sừng đánh lừa tất cả các bạn, chứ không phải là chúng ta có thể là xem răng nó kỹ hơn. Nếu mà nghi ngờ sừng thì là chúng ta xem sang xem hàm răng nữa để cho nhận xét tuổi cho nó chắc chắn và chính xác hơn. Ui, con này có quả cặp sừng đẹp hết này. Đấy. Con này con kiếm nhiệt à?